Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, 12 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày tới, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng chính của khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên trời nhiều mây về đêm và sáng. Đi cùng là hiện tượng mưa phùn lẫn sương mù tập trung nhiều ở Đông Bắc Bộ. Đến trưa chiều, trời khô ráo và hửng nắng yếu ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần từng ngày, cao nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ. Riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời gian nắng nhiều hơn nên cao nhất vào trưa chiều có thể đạt mức từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Với các tỉnh miền Trung, thời tiết cũng ổn định trở lại, trời chỉ có nhiều mây về đêm và sáng ở khu vực phía Bắc. Sau đó đến trưa chiều trời có nắng và nhiệt độ tăng dần, cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế phổ biến từ 26 đến 30 độ, riêng một số nơi thuộc vùng núi Nghệ An có thể đạt ngưỡng trên 30 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời ít mưa và có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Nắng và nóng vẫn là trạng thái thời tiết chính tại các tỉnh thành phía Nam, gồm Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng như vài ngày tới, khi nơi đây đang trong cao điểm của mùa khô. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có nắng nóng xảy ra diện rộng, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, miền Tây có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ ngày 11 đến 14 tháng 3, Nam Bộ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng tại các tỉnh miền Đông với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, miền Tây có nơi nắng nóng trên 35 độ. Đợt nắng nóng hiện tại sẽ còn tiếp diễn đến ngày 16 tháng 3. Sau đó diện nắng nóng có khả năng thu hẹp lại. Trên biển, hiện nay khu vực vùng biển phía đông nam Philippines đang xuất hiện một áp thấp. Dự báo vào cuối tuần này, áp thấp trên có thể sẽ đi vào biển Đông. Đến 0 giờ ngày 15 tháng 3, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Sinh Tồn khoảng 70 km. Những ngày tiếp theo, áp thấp có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Nam và không có khả năng mạnh lên. Tuy nhiên do ảnh hưởng của áp thấp, trong khoảng ngày từ 16 đến 18 tháng 3, một đợt mưa trái mùa có thể xuất hiện tại khu vực Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 12 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu Tây Bắc từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, miền Đông từ 34 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông cấp 3, cấp 4,
Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo. We'll be right back.